mày lúc này làm cái gì mà tao thấy ăn mặc sang trọng, đẹp trai vảnh tỏ quá vậy? Tụi tao cũng làm shipper, shipper hàng đặc biệt nên lương cao lắm. Làm ship ship tiền. Không mày tham gia với tụi tao đi. Tham gia là để muốn lấy được số tiền giả đó để đi đổi tiền thật của khách á. Mày chỉ cần cọc 10 triệu là được. Tao có mất tiền cọc không? Tiền của mày cọc á bao nhiêu trả lại bấy nhiêu. Rủi ro tụi tao lo hết, yên tâm chưa? Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Đừng Để Hối Tiếc phát sóng định kỳ vào lúc 19:35 tối thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1.